Thưa các đồng chí và quý vị, với mong muốn đem lại niềm vui, sự ấm áp cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, các em đang theo học tại lớp học tình thương trên địa bàn thành phố, hòa chung với cả nước hướng về đồng bào vùng lũ các tỉnh phía Bắc. Chương trình đêm hội trăng rằm năm nay dù tổ chức với quy mô nhỏ hơn, thu gọn chương trình hơn so với những năm trước, nhưng vẫn đem đến cho các em nhỏ tình cảm ấm áp trong vòng tay yêu thương của các chú bộ đội và các doanh nghiệp nhà hảo tâm. Chia sẻ với những mất mát thiệt hại mà các em nhỏ vùng lũ các tỉnh miền Bắc đang phải hứng chịu, nên chương trình đêm hội trăng rằm do Ban Chỉ huy quân sự thành phố Vũng Tàu năm nay quy mô nhỏ hơn so với mọi năm. Trong khuôn khổ chương trình, các em nhỏ được tham gia các trò chơi vận động, trả lời những câu hỏi liên quan đến Tết Trung Thu, đến tình yêu gia đình, bạn bè và truyền thống tương thân tương ái của dân tộc. Thông qua chương trình, ngoài việc tạo cho các em một sân chơi ấm áp thú vị mùa Trung Thu, ban tổ chức còn muốn truyền đến các em tinh thần tương thân tương ái, để các em hiểu những khó khăn mà các bạn nhỏ tại các tỉnh phía Bắc đang phải hứng chịu, để trân trọng những gì mình có cũng như học cách chia sẻ với bạn bè, với những người khó khăn. Chương trình càng thêm ý nghĩa khi đây sẽ là hoạt động mở màn cho chuỗi các hoạt động của Ban Chỉ huy quân sự thành phố và câu lạc bộ nữ doanh nhân thành phố Vũng Tàu sẽ thực hiện trong thời gian tới nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào vùng lũ nói chung, các em nhỏ tại các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của bão lũ nói riêng, để các em vẫn sẽ có một mùa Trung Thu dù khó khăn nhưng thật ấm áp và đầy yêu thương. Nhằm tạo cho các cháu lớp có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố cùng với các cháu lớp học tình thương có một mùa Trung Thu thật là vui vẻ, ấm áp. Qua đây thì cũng nhằm giáo dục cho các cháu hướng đến những cái việc làm tốt trong xã hội. Sắp tới đây chúng tôi cũng sẽ làm những chương trình phát động các phong trào để hướng cho các cháu thiếu nhi ở vùng đang lũ lụt ở miền Bắc. Theo tôi thì đây chỉ là một trong những hành động nhỏ để hỗ trợ các cháu nhân dịp Trung Thu và để cho các cháu nhớ đến ngày hội và cũng là cái ngày để chúng ta có những cái món quà nho nhỏ dành tặng cho tuổi thơ. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ còn phải hướng đến những cái hoàn cảnh khó khăn của các cháu học sinh đang trong vùng lũ. Và chúng tôi thì cũng có những cái hoạt động kết hợp với cả giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Vũng Tàu với Mặt trận Tổ quốc thành phố Vũng Tàu và Ban Chỉ huy quân sự thành phố Vũng Tàu để nhanh chóng gửi những món quà sớm nhất cùng những cái tình cảm thương yêu nhất đến cho các cháu nhỏ cũng như là các đồng bào vùng lũ ngoài miền Bắc. Trong chương trình, với sự hỗ trợ của các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân, ban tổ chức cũng đã trao tặng 150 suất quà gồm bánh kẹo, lồng đèn Trung Thu và một phần học bổng trị giá 300.000 đồng, một phiếu quà tặng chăm sóc răng miệng trị giá 500.000 đồng của Trung tâm Nha khoa Marina Vũng Tàu trao tặng. Con cảm thấy rất là vui tại vì được mấy chú bộ đội tổ chức Trung Thu cho con và được tặng quà. Con cảm ơn mấy chú bộ đội đã tổ chức giùm con một lễ Trung Thu vui này. Dù trời mưa nhưng các chú bộ đội vẫn đón con đến đây để đón Trung Thu. Con cảm thấy rất vui vì được đến đây trải nghiệm những Tết Trung Thu và được các cô chú tặng quà. Dù không có những màn múa lân sôi động, những tiết mục văn nghệ trong tiếng nhạc rộn ràng đặc trưng của mùa Trung Thu, nhưng với các em nhỏ tham gia chương trình đêm hội trăng rằm đã có một mùa Trung Thu đầy ý nghĩa và ngập tràn yêu thương, sự ấm áp trong tình cảm sẻ chia.